dân mạng Indonesia mạnh miệng tuyên bố Việt Nam thắng được Mỹ là nhờ vào học hỏi Indonesia. Grab Việt Nam xin chào các bạn. Các bạn thân mến, mới đây trên mạng xã hội có xuất hiện một bài viết với tiêu đề khá bất ngờ như sau. Có thật là Việt Nam đánh bại Mỹ nhờ Indonesia không? Chưa hết, trước đó anh Trung Quốc còn vào và tỉnh bơ nhận vơ rằng nhờ có Trung Quốc viện trợ thì Việt Nam mới thắng Mỹ. Rồi giờ đây lại xuất hiện thêm anh Indonesia đặt thêm câu hỏi khó đỡ như thế nữa. Ngược dòng thời gian trở về năm 1955 đến năm 1975, đây là khoảng thời gian diễn ra cuộc chiến tranh giữa Việt Nam và Mỹ. Việt Nam chúng ta nhỏ bé mà phi thường đã dựa vào vũ khí thô sơ, đơn giản và chiến thuật du kích để đánh bại một cường quốc nắm trong tay một loạt những vũ khí tinh vi và tồi tân bậc nhất. Theo quan điểm của người làm video, du kích Indonesia và Việt Nam là hai chiến thuật khác nhau trong lịch sử. Mô hình du kích Việt Nam là muốn tiêu diệt đối thủ, trong khi đó du kích Indonesia lại với mục đích làm suy yếu đối thủ. Quay ngược lại một chút nữa, thật ra chiến tranh du kích ở Việt Nam đã được phát triển trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Đối với Bác Hồ, chiến tranh du kích là dùng phương pháp đánh úp hoặc đánh chớp nhoáng thật mau, làm cho quân địch hoảng khiếp, sao động, làm cho quân ta thắng quân địch một cách dễ dàng. Mặc dù quân xâm lược có lực lượng quân đội chính quy được trang bị vũ khí hiện đại nhưng vẫn có thể bị đánh bại. Vì quân du kích của Việt Nam còn thông thạo địa hình, khéo lợi dụng thời tiết, khí hậu để xây dựng kế hoạch chủ động tấn công. Ông cha ta có quan điểm lấy đoàn binh chế trường trận, lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít địch nhiều. Trên cơ sở đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn đảng, toàn dân đã cùng tạo ra cách đánh du kích Việt Nam hết sức độc đáo. Trên lý thuyết thì có thể gọi là đánh du kích chung chung, nhưng xét đến thực tiễn thì còn cần phải dựa vào đặc điểm riêng của từng quốc gia và nhiều yếu tố khác nữa. Vậy nên, nếu nói nhờ Trung Quốc hay Indonesia mà Việt Nam mới có thể đánh bại Mỹ thì quả là một phát biểu gây nhầm lẫn. Và thông tin về việc Indonesia nghĩ rằng Việt Nam thắng Mỹ là nhờ bọn họ cũng khiến cho cư dân mạng quốc tế hết sức bất ngờ và đồng thời tồn tại khá nhiều ý kiến trái chiều. Thật tò mò không biết rằng ai đã truyền bá suy nghĩ này, tại sao một số người lại mang tư tưởng nếu bạn thành công thì nhờ tôi, nếu thất bại thì là lỗi của chính bạn. Có nhiều yếu tố dẫn đến sự chiến thắng vẻ vang của Việt Nam, đó có thể là chiến thuật tốt, đội quân nhanh nhạy, thông thạo địa hình, hay đó có thể là nhờ tinh thần kiên cường, không bao giờ biết đến hai chữ bỏ cuộc, cũng chưa từng nghĩ đến nản lòng. Nhưng dù có là lý do gì đi chăng nữa, thì đó cũng là chiến thắng do Việt Nam tự tạo nên, không liên quan gì đến Indo cả. Dù cho tên gọi giống nhau, nhưng cách thức thực hiện và mục tiêu có thể khác nhau mà. Làm sao có thể chủ trương rằng tất cả đều nhờ Indonesia, một lối nghĩ thật hài hước. Cả Việt Nam và Indonesia đều là những dân tộc mạnh mẽ, cứng rắn và kiên cường. Các bạn đều có thế mạnh riêng và mang lý tưởng bảo vệ quê hương cao đẹp. Nên tôi thấy không cần so sánh hay ganh đua làm gì, cứ làm tốt phần của mình và tự hào về chính mình là được. Dựa vào vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên mà Việt Nam đã sáng tạo nên một lối đánh đặc trưng, giúp diệt gọn kẻ thù, đây rõ ràng là sự suy tính chu đáo và sáng tạo của bọn họ. Vị tướng lãnh đạo cuộc đấu tranh của người Việt Nam, tướng Võ Nguyên Giáp, đã đến thăm Indonesia và thảo luận với tướng Ahad Nasution. Ông thừa nhận rằng đã học được cách đánh bại quân đội nước ngoài ở Việt Nam. Có vị tướng Mỹ đã thừa nhận rằng huấn luyện viên cho quân đội Việt Nam là Indonesia. Có những cái không muốn tin vẫn phải nên tin các bạn ạ. Hài hước thật đấy, Việt Nam bọn họ đã dựa vào tình hình thực tế của quân đội lúc bấy giờ để chọn ra cách chiến đấu phù hợp nhất. Bọn họ chiến thắng thì cũng là công lao của bọn họ, đừng mất công tranh cãi làm gì. Việt Nam thắng là nhờ vào chiến thuật khôn khéo cùng sự đoàn kết, đồng lòng, trước sau như một, không ai địch nổi. Bọn họ chiến thắng bao nhiêu cuộc chiến rồi đấy chứ. Bàn về lối đánh du kích mà quân đội chúng ta sử dụng, thì thay vì chiến đấu theo mô hình truyền thống với quân số lớn, quân đội ta tận dụng địa hình, sự bao trùm của dân tộc và lòng yêu nước của người dân để tổ chức các đơn vị đánh du kích nhỏ gọn, linh hoạt, có khả năng đối phó với các đối thủ mạnh hơn. Lối đánh du kích của quân đội Việt Nam tập trung vào việc tiến hành các cuộc tấn công bất ngờ, đánh những đòn đánh nhanh, sau đó rút lui nhanh chóng trước khi quân địch có thể tổ chức lại. Các chiến sĩ du kích thường tấn công vào các mục tiêu quân sự, hậu cần, hoạt động tình báo, tấn công giải phóng mạng thực dân và giành lại lòng tin của dân cư địa phương. Các đơn vị đánh du kích thường di chuyển nhanh, linh hoạt, sử dụng đường mòn, đường rừng, đường suối và đường bộ để tránh các địa điểm kiểm soát của quân địch. Các đơn vị này cũng đặt nặng vào việc phối hợp với cư dân địa phương, sử dụng thông tin tình báo địa phương để tấn công quân địch vào các thời điểm không ngờ, đồng thời giúp che giấu và bảo vệ các đơn vị du kích. Vậy mới nói, sức mạnh quân dân của chúng ta khủng khiếp đến mức độ nào? Vậy còn các bạn khán giả của Grab Việt Nam thì sao? Các bạn cảm thấy thế nào về suy nghĩ của một vài người Indonesia cho rằng Việt Nam chúng ta mượn lối đánh du kích của bọn họ nên mới thắng được quân thù? Bạn đồng tình hay không đồng tình với nhận xét này? Hãy để lại bình luận để chia sẻ cho mọi người được nghe về quan điểm của bạn nhé!
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.